Xin kính chào quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý bà con, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý anh chị, các bạn nào có ghé xem kênh, có quan tâm đến nhãn hay một số loại nông sản khác thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý anh chị, các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới cập nhật tình hình giá nhãn hay một số loại nông sản khác thì trên YouTube của anh chị các bạn sẽ nhận được ngay thông báo. Quay trở lại tình hình giá nhãn hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, mà cụ thể trong một vài ngày vừa qua thì tình hình đầu ra của nhãn vẫn chưa tăng mạnh trở lại nha quý anh chị các bạn. Trong một vài ngày vừa qua thì giá nhãn cũng ít biến động, với giá lên giá xuống thì không nhiều, chỉ từ 1 đến 2.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tình hình dịch bệnh có thể tạm yên ổn và đầu ra cũng như giá nhãn có thể tăng trở lại để cho quý bà con nông dân mình có thể yên tâm tiếp tục sản xuất, tiếp tục làm những vụ nhãn sau. Còn với tình hình giá nhãn như vậy thì mùa nhãn năm nay bà con nông dân mình đang lỗ rất là nặng. Giá nhãn Y Đo hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì đang nằm ở mức giá động từ 7.000 đến 9.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực, từng quận nhãn đẹp hay là xấu và tùy theo tiền sức mua ở từng nơi. Giá có thể chênh lệch lên xuống từ 500 đến 1.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Tiếp theo là tình hình giá thanh nhãn. Giá thanh nhãn hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì đang có mức giá động từ 17.000 đến 20.000 đồng một ký, cũng tùy theo từng khu vực, từng quận nhãn đẹp hay là xấu và tùy theo tiền sức mua ở từng nơi. Và giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Còn tình hình giá nhãn da bò, giá nhãn hay da bò hiện nay thì có thể nói là đang xuống rất là thấp và hiện chưa vẫn chưa thể tăng đâu quý chị các bạn. Giá nhãn hay da bò hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì giá mua tại vườn chỉ nằm ở giá động từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực, mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 500 đến 1.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Còn tình hình giá nhãn xuồng hiện nay giá mua tại vườn thì đang có mức giá động từ 10.000 đến 13.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực và từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không và tùy theo tiền sức mua ở từng nơi, mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Và do tình hình dịch bệnh như hiện nay thì việc cập nhật tình hình giá nhãn hay một số loại nông sản khác hiện nay thì chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu của anh chị các bạn, vì giá cả sẽ tròn chênh lệch và tùy thuộc rất là nhiều tùy theo từng khu vực, đặc biệt là những khu vực bị phong tỏa thì đầu ra của bà con nông dân mình sẽ vô cùng khó khăn. Những khu vực đó thì giá có thể giảm và chênh lệch nhiều so với những khu vực khác, thậm chí là có nhiều khu vực bị phong tỏa rất là khó khăn thì bà con nông dân mình còn không bán được hàng, do thương lái thì không thể nào vào những khu vực đó mua, mà bà con nông dân mình muốn vận chuyển ra ngoài, vận chuyển ra những khu vực khác bán thì cũng cực kỳ khó khăn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn.